Bao năm rồi về thăm mái trường xưa, để tìm lại vùng trời kỷ niệm, nơi sân trường cánh phượng hồng tươi thắm, em lật tìm trong ký ức tuổi thơ. Hôm nay về niềm vui hơn trong mơ, gặp thầy cô và những người bạn cũ. Về trong em bao nỗi niềm ấp ủ, mái trường xưa yêu mến thân thương. Ngày ra trường mỗi đứa một phương, tìm hạnh phúc giữa trường đời rộng lớn. Chúng em nhớ lời thầy cô hôm sớm, để thành công biến học thật vô bờ. Em biết rằng trong những sáng tinh mơ, thầy cô vẫn miệt mài trang giáo án, với mái trường đi cùng năm tháng, lại con đò trí thức giữa thời gian. Em đã thấy được một ai vỗ tay cả. Bao năm rồi về thăm mái trường xưa, để tìm lại vùng trời kỷ niệm, nơi sân trường cánh phượng hồng tươi thắm, em lật tìm trong ký ức tuổi thơ. Hôm nay về niềm vui hơn trong mơ, gặp thầy cô và những người bạn cũ. Về trong em bao nỗi niềm ấp ủ, mái trường xưa yêu mến thân thương. Ngày ra trường mỗi đứa một phương, tìm hạnh phúc giữa trường đời rộng lớn. Chúng em nhớ lời thầy cô hôm sớm, để thành công biến học thật vô bờ. Em biết rằng trong những sáng tinh mơ, thầy cô vẫn miệt mài trang giáo án, với mái trường đi cùng năm tháng, lái con đò trí thức giữa thời gian. Và giờ đây bao kỷ niệm ngập tràn, em tìm lại giữa dòng đời vội vã. Nhớ sân trường những trưa hè êm ả, ơn thầy cô em khắc mãi trong tim. Nhớ sân trường những trưa hè êm ả, ơn thầy cô em khắc mãi trong tim. Tôi gặp lại bạn bè, gặp lại nhau sao xuyến bồi hồi, gặp lại thầy cô mến yêu. Sau bao năm trở lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, đã bao năm nay mới trở lại. Trở lại trường xưa dấu yêu ngày nào
những gian khó để cùng nhau tiến bước đến những thành công. Chúng ta hãy cùng nhau biết ơn các thầy cô dạy công đã dạy dỗ cho ta lớn khôn. Bạn ơi hãy nhớ nhé kỷ niệm những ngày xưa, cùng bên nhau quên quên ký ức mộng mơ. Sẽ không bao giờ quên những tháng năm cùng nhau, được thầy cô dìu dắt ở dưới mái trường. Dìu dắt ở dưới mái trường. Con vẫn hồn nhiên, ngày đó ríu rít như chim gọi bay, con đường ngập tràn tà áo trắng, tiếng cười giòn tan trong ánh nắng. Nhớ sao những ngày trường xưa ấy, ngày đó những tiếng về những mùa thi. Ngày đó nhắc cho nhau những bài học, có giận hờn buồn vui ai ơi, kỷ niệm đẹp như trang sách mới. Dắt tay chúng tôi cất bước vào đời. Thầy cô dìu dắt của thầy cô và mái trường đã biến em từ một cậu bé, em nghĩ là một cậu bé rất là nhút nhát. Lúc đó em rất là nhút nhát, bây giờ đứng trước thầy cô em vẫn đang khá là run. Từng hành lang ghế đã vấn đầy, hàng phương xưa vẫn che bóng đầy, chỉ còn tôi
Kính thưa các thầy, các cô, thưa toàn thể các bạn và gia đình kiều học sinh khóa thân mến. Hôm nay trong niềm hân hoan phấn khởi của những năm tháng xa cách, tập thể kiều học sinh trường trung học cơ sở Thiệu Dương niên khóa 1995-1999 hội tụ về đây đông đủ trên mảnh đất quê hương yêu dấu, nơi hơn 25 năm trước đã trở thành những kỷ niệm cho một tình thầy trò, một tình bằng hữu sâu sắc vững bền. Và hôm nay chúng ta cùng nhau long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Chúng ta trân trọng cảm ơn và chào mừng sự hiện diện của các thầy cô giáo, nghi là hiệu trưởng nhà trường, là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của các lớp A, B, C, D, D niên khóa 95-99. Chúng ta cũng đồng nhiệt chào đón 120 bạn cựu học sinh khóa học 95-99. Đặc biệt xin trân trọng chào đón những người bạn đang làm ăn sinh sống xa quê với một tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên lớp khóa đã vượt chặng đường dài về tham dự ngày vui trọng đại này. Thưa các thầy, các cô, thưa các bạn thân mến, nhớ lại ngày nào còn là những cô bé, cậu bé ngây thơ, tinh nghịch với tâm trạng phấn khởi, háo hức, vừa lo âu, bỡ ngỡ trước bước vào cổng trường trung học cơ sở. Mà nay thấm thoát đã hơn 25 năm trôi qua khi mái tóc các thầy, các cô đã bạc. Hôm nay chúng em về đây được gặp lại các thầy, các cô trong niềm vui hân hoan, hội ngộ, không khỏi xúc động khi gặp lại các thầy, gặp lại bạn bè. Những kỷ niệm xưa bỗng ùa về trong mỗi chúng ta. 25 năm là khoảng thời gian dài so với một đời người. Mặc dù hiện nay chúng ta đang sống trong thế giới hiện đại, công nghệ thông tin giúp cho chúng ta gần nhau hơn. Thế nhưng sự gần nhau đó không sánh được bằng những cái bắt tay, ánh mắt, nụ cười khi gặp lại nhau, vui đùa như thở mộng mơ một thời học sinh nơi sân trường này. Thấm thoát 25 năm đã trôi qua, ngày tháng lặng lẽ trôi, tuổi đời như những vết cứa của thời gian in hẳn lên mái tóc mỗi người. Nhưng dù mọi người, mọi thứ có đổi thay, dù trên bước đường đời đã gặt hái thành công hay thất bại, thì tâm hồn chúng em vẫn luôn hướng về mái trường yêu thương, hướng về thầy cô, bạn bè, nhớ về nhau với bao kỷ niệm êm đềm của quãng đời vô tư, hồn nhiên, trong sáng nhất của tuổi học trò. Ngôi trường thân thương, nơi ngày ta học đến quên thời gian để có thể chạm tay đến con đường trí thức, là tiếng giảng bài ấm áp, trầm bổng của những giờ văn mê hồn ta, là các bạn bí thư chi đoàn, lớp trưởng và các bạn thành viên trong các lớp đã cùng nhau chung tay mỗi người một việc, bàn bạc tính toán làm sao cho buổi đoàn tụ hôm nay diễn ra thực sự có ý nghĩa. Sự kết nối của các bạn trong ngày hôm nay sẽ góp phần xây dựng tình bạn của chúng ta bền chặt hơn, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công tác. Sự kiện hội ngộ ngày hôm nay cũng sẽ là tiền đề cho những lần gặp tiếp theo. Thay mặt ban tổ chức chương trình kỷ niệm 25 năm ngày ra trường, xin được chân thành cảm ơn các thầy, các cô đã sắp xếp thời gian, công việc để về chung vui với chúng em. Xin được cảm ơn ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để chúng em tổ chức tốt chương trình này. Xin được cảm ơn tất cả các bạn cựu học sinh luôn hướng về mái trường trung học cơ sở thân yêu của chúng ta. Nhân dịp này, em xin chúc các thầy, các cô cùng toàn thể các bạn cựu học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo chương trình thì... Kính thưa thầy cô, kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể các em khóa học. Hôm nay, tất cả các em cùng thầy cô trở lại mái trường thân yêu. Cô rất tự hào khi gặp lại được các em, thấy được sự lớn lên và trưởng thành ở tất cả các lĩnh vực công tác. Cô em làm kinh tế gia đình, tùy mỗi em làm một lĩnh vực nhưng đều lớn lên và trưởng thành từ mái trường thân yêu này. Hôm nay tụ lại trường để nhớ lại bao kỷ niệm xa xưa của thầy cô. Cô vô cùng xúc động và cảm ơn sự quan tâm của tất cả các em, uống nước nhớ nguồn, nghĩ đến mái trường mà các em lớn lên từ quê hương. Hôm nay cô thay mặt cho tất cả thầy cô phát biểu một số cảm nghĩ về tâm trạng của những người thầy làm nghề chồng người. Thưa thầy cô, thưa tất cả các em khóa học, khi tiếp nhận được giấy mời của ban tổ chức, cô vô cùng xúc động và tự hào trước những việc làm có đầy ý nghĩa. Thân thương,
của tất cả các em khóa học về dự buổi tọa đàm hôm nay. Cô được niềm vui hân hoan, nồng nhiệt chào đón thầy cô không gì quý bằng. Thầy cô gặp được những gương mặt rạng rỡ, vui tươi, đầy hy vọng. Về dự liên hoan tọa đàm hôm nay, 25 năm gặp lại mái trường thân yêu mà các em đã được học tập và lớn lên. Từ mái trường này, cô thay mặt cho tất cả thầy cô lời chúc mừng hạnh phúc và thành đạt. Chúc các em có một sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ công tác về xã hội và gia đình. Cô thay mặt cho toàn thể thầy cô cảm ơn lòng nhiệt tình của các em học sinh toàn khóa. Thầy cô gửi lời cảm ơn toàn thể gia đình các em có một sức khỏe dồi dào, một gia đình hạnh phúc và thành đạt. Trong quá trình công tác, mỗi em một nhiệm vụ khác nhau, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nhưng đều hướng tới một tương lai mai sau. Ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh của từng em cũng không ít khó khăn, nhưng các em đều hướng tới tương lai mà Đảng và Nhà nước giao cho. Đến đây đã 25 năm trôi qua, nhưng các em vẫn nhớ tới cội nguồn nơi được học tập và rèn luyện từ mái trường thân yêu này. Không phải ai cũng qua được, đây là một trong những khóa học đạt nhiều kết quả và hy vọng nhất mà thầy cô mong đợi. Cô cùng khến, cùng toàn thể các thầy cô, vô cùng cảm kích, xúc động trước những tấm lòng trọng nghĩa, trọng tình của các em khóa học. Kính thưa thầy cô, kính thưa các em gặp lại hôm nay, các cô gặp lại được các em hôm nay, ôn lại những kỷ niệm xa xưa thời thơ ấu của tất cả các em, ngồi trong ghế nhà trường, nay đã trở lại hội tụ trước việc làm và tấm lòng đầy ý nghĩa. Thầy cô vô cùng cảm động, để tỏ lòng kính mến và tôn trọng những quãng đời làm nghề trồng người của tất cả thầy cô. Hôm nay gặp lại được tất cả các em trên khắp mọi miền đất nước, thấy được những kết quả mỹ mãn mà thầy cô hằng mong đợi, khi thấy được những gương mặt tươi sáng đầy tương lai và hy vọng cho đất nước trong hiện tại và tương lai. Mai sau, mỗi em có một thành tích xuất sắc trong lĩnh vực chính trị, kinh tế mà các em đã phải chịu không ít khó khăn, rèn luyện, khắc phục trong quá trình học tập và công tác để trưởng thành như ngày hôm nay. Để phát huy những truyền thống học tập và rèn luyện của mỗi thế hệ hôm nay và mai sau, một lần nữa cô thay mặt cho tất cả thầy cô lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ban liên lạc khóa học cùng toàn thể các em học sinh lời trân trọng nhất. Cảm ơn sự những tấm lòng trọng nghĩa, trọng tình. Cô gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các em và gia đình, lời chúc mừng hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành. À, với bao kỷ niệm bạn bè này, mỗi đứa mỗi phương tìm đâu nữa. Gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắc chuyện xưa, được gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắc chuyện xưa. Ngày đó vẫn trẻ con, vẫn hồn nhiên. Ngày đó ríu rít như chim gọi bay. Trường trung học cơ sở Tiểu Dương 25 năm nay trở về. Tiếng cười giòn tan